Rồi, anh Quân hình như sắp muốn thuyết trình cái gì về tác phẩm này, ý tưởng ra sao? Là có nghĩa đây là biển nè. Con ngồi xuống ghế. Cụ thể. Trước tiên đó mà chúng ta muốn làm thì ta phải nói rõ ra bi. Rõ nó lại. Và xé nó ra. À, cái môn này là cắt dán, xé dán, gọi là mỹ thuật. Gọi là collage. Đó. Collage painting á. Xé nó ra. Tức là xé dán. Dựa sao theo cái tông màu đúng không? Gặt 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 như thế này nè. Hồ đúng không? Đó. Vậy là vật liệu cũng khá đơn giản. Nhưng mà anh Quân tổ chức bố cục làm sao? Màu vàng là ý nghĩa gì? Màu xanh là gì? Ủa nè, đọc đây. Mặt trời nè. Đó, mặt trời nè. Chiếc kem này cho nó đẹp nè. Xanh dương là biển đúng không? Không, để đọc chữ đi, biển nè. Bong bóng nè. Bong bóng nè mọi người. Biển nè. Mấy cái hạt màu vàng là bong bóng nè. Cái này hamburger nè. Hamburger. Có này nền nè, nền xanh nè. Mặt trời. Biển. Bong bóng. Biển. Mặt trời. Nền. Hamburger. Nhưng mà vì sao lại có hamburger ở đây? Đây là biển hamburger. Có gì hamburger nó sẽ rớt xuống. Rớt xuống? Rớt xuống từ đâu? Ở trên trời á, nó gọi là mưa hamburger hay là có thiên thạch hamburger luôn. Ở đây là một vùng biển hamburger hay có núi lửa hamburger luôn. Là do có phải là tại vì con thích ăn hamburger thành ra con tưởng tượng không? Đúng rồi. Hamburger nè. Tức là bức tranh thể hiện cái mà mong ước của mình về cái món ăn đúng không? Đây. Đúng không? Dạ mà. Giống như được bơi trong cái biển hamburger hả? Đây. Nhưng mà cái phần này con dán màu xanh, màu vàng ý là sao? Cái nghĩa đó là hamburger á. Cái nghĩa cái bự nè. Ở dưới là một xanh bự nè. Ở trên là màu vàng nè, màu vàng nè. Màu vàng. Và tiếp theo là màu xanh dương. Vậy thì bố nghĩ chỗ này nè, nó mình cắt hay mình xé nó thành cái hình tròn tròn thì nó đạt hơn đúng không? Dạ, chưa không biết. Phải không? Vì bình thường người ta nhìn vô người ta sẽ không có hiểu được. Đúng không? Ít nhất là về cái mặt hình dạng đúng không? Đây. Của mình. Rồi dễ xem nè. Đây hamburger đây. Hamburger bể thêm thôi. Vô cộng ý là sao? Ý là trang trí thôi. Chứ là mấy cái cục nấm á. Cục nấm hả? Cái môn này là con có học ở trường không? Có. Hả? Gọi là môn gì? Môn mỹ thuật. Môn mỹ thuật. Đây để rồi sẽ chín xong rồi. Rồi mình có nộp bài không? Có. Em có một cái để bên nhà bà đó. Tức là con sẽ nộp cái bài ở bên nhà bà hả? Bài bên nhà bà. Còn bài này là con làm thêm ở nhà hả? Đúng rồi, làm cho vui á. Làm cho vui. Bố chưa thấy nè, làm cho nó vui thôi. Tức là làm xong mình cảm giác vui đúng không? Yeah. Hamburger, dễ thành hamburger. Mà cái bài này nó giúp mình luyện tập được cái kỹ năng gì Bi? Kỹ năng tập trung nè, khéo léo nè. Kỹ năng khéo léo thể hiện ở cái điểm nào? Có nghĩa là khi chúng ta vẽ thì chúng ta phải khéo léo. Đó, nó sẽ hư hết. Biển nè. Vậy thêm mấy cái gợn sóng nữa. Mà hiện giờ tác phẩm này nè, mình vẫn còn dùng cái chữ mình viết vô. Nếu mai mốt mình chỉ cần dùng hình ảnh người và người xem có thể hiểu được á thì nó sẽ đạt hơn đúng không Bi? Hả? Không ơi, mà dùng hình ảnh để viết chữ hết. À, phải không? Không ai là dùng hình ảnh để viết chữ hết.
dùng hình ảnh để viết chữ. Đây là nền nè. Đây, đây là mấy cái cục hamburger. Hamburger gớt nè, hamburger gớt. Vậy thì nếu về cái tranh vẽ là thể loại tranh này thuộc dạng tranh trường phái biểu hiện nè, trường phái ấn tượng nè, bởi vì nó thể hiện cảm xúc nhiều hơn là những gì thuộc về cái lý trí dễ hiểu khi nhìn vào, mà nó thể hiện cái cảm xúc chủ quan của cái người nghệ sĩ nhiều hơn đó. Bởi vì có rất là nhiều cái đối tượng và cái suy diễn của mình á là chỉ có mình hiểu không? Nó gọi là trường phái biểu hiện. Biểu hiện là expressionism á, có nghĩa là nó ẩn dụ những cái cảm xúc của mình và mình phải lý giải nó. Thậm chí là con còn dùng viết nè, con viết kia luôn, thì nó chính là trường phái biểu hiện, bởi vì là con viết vô để cho các bạn hiểu. Còn những cái vị họa sĩ hồi xưa đó là người ta vẽ, người ta không biết đó, ý là vậy. Rồi bây giờ đến giờ ngủ rồi nha, chúng ta dọn dẹp để chúng ta tạm biệt cái cục này, các là bạn đi ngủ nha. Tạm biệt các bạn đi anh Quân. Tạm biệt các bạn. Con nhìn vô đây. Tạm biệt các bạn.